chỉ trung tức tắc, làn khói đã thiêu rụi toàn bộ 1.500 mét vuông. Quán karaoke An Phú ở Bình Dương. Vụ cháy lớn tại quán karaoke An Phú vào ngày 16 tháng 9 năm 2022 tại đường Bùi Thị Xuân, ngã 6, vòng xoay An Phú, Thuận An, Bình Dương vào lúc 21 giờ, làm thiệt mạng 33 người. Thật là đau xót. Và đây là những hình ảnh cuối cùng của các nạn nhân. Còn đây là những hình ảnh quán karaoke các phòng hát trước khi vụ cháy xảy ra. Và đây là toàn bộ hình ảnh vụ cháy sau khi vụ cháy xảy ra. Bên trong karaoke An Phú rất là nhiều khói đen bốc lên.